An Khang xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến các bạn một sản phẩm laptop 2-in-1, đó chính là Lenovo Yoga 510. Về tổng quan bên ngoài, máy mang lại cho ta một ấn tượng đầu tiên, đó chính là thiết kế tinh tế và sang trọng. Đặc trưng của dòng sản phẩm Yoga là khả năng xoay gập 360 độ với bản lề cứng cáp. Thiết kế này cho phép bạn sử dụng máy với nhiều tư thế trong các điều kiện khác nhau. Về mặt chất liệu thì Lenovo Yoga 510 được gia công từ hai chất liệu, đó là kim loại và nhựa cao cấp. Phần mặt ở phía trước được hoàn thiện bằng kim loại nhám, ít bám vân tay, trong khi đó vỏ phía sau của máy được làm từ nhựa, giúp tối ưu được trọng lượng của sản phẩm. Đánh giá bàn phím của Lenovo Yoga 510, có thể thấy được bàn phím của máy đó chính là dạng full size, tích hợp bàn phím số, được thiết kế rất là hợp lý. Độ này rất tốt cho cảm giác gõ êm. Các phím được Lenovo thiết kế với kích thước khá là lớn, giúp người dùng có khả năng nhập liệu, gõ một cách chính xác và nhanh chóng. Màn hình của Yoga 510 là một màn hình cảm ứng với kích thước 14 inch, độ phân giải là Full HD cho khả năng hiển thị hình ảnh chi tiết và sắc nét. Tấm nền IPS giúp hình ảnh hiển thị với màu sắc trung thực, độ sáng cao, góc nhìn rộng. Người dùng có thể thoải mái sử dụng máy trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hiệu năng của máy. Laptop Lenovo Yoga 510 mang trong mình một hiệu năng mạnh mẽ. Khi được trang bị một bộ vi xử lý Intel Core i5 7200U, tốc độ 2.5 GHz, up to 3.1 GHz, bộ nhớ RAM 4GB giúp người dùng thoải mái chạy đa nhiệm, xử lý đồ họa cơ bản hay thậm chí là có thể chơi một số những tựa game tầm trung nhẹ nhàng như hiện nay. Cuối cùng là ổ cứng có dung lượng là 1TB, giúp người dùng có không gian lưu trữ rộng lớn để chứa tất cả những dữ liệu từ công việc cho đến nhu cầu giải trí. Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn, nhưng Lenovo vẫn trang bị cho Yoga 510 này đầy đủ các cổng kết nối như USB 2.0, USB 3.0 tốc độ cao, HDMI, jack tai nghe 3.5mm, một khe đọc thẻ nhớ SD. Yoga 510 cũng được trang bị bộ loa kép Harman giúp phát ra âm thanh trong và mượt mà. Giá bán khoảng 12 triệu đồng tại An Khang với CPU Core i5, màn hình cảm ứng Full HD, khả năng xoay gập linh hoạt. Đây chính là một chiếc laptop với cấu hình khá, phù hợp với nhu cầu của người dùng phân khúc tập trung, rất đáng để bạn cân nhắc khi lựa chọn. Và đây chính là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!